dự kiến sẽ tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từ cuối tháng 10 này. Hội đồng chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp để đưa ra khuyến cáo về việc tiêm vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Bộ Y tế đã đặt mua của Pfizer 20 triệu liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và theo kế hoạch sẽ về trong quý tư này. Theo thống kê, thì Việt Nam có khoảng 9 triệu người trong độ tuổi từ 12 đến 17. Tổ chức Y tế Thế giới mới cấp phép duy nhất cho vaccine Pfizer được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Pfizer cũng đang nghiên cứu và tiêm thử nghiệm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tối qua ngày 10 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Thời gian thí điểm là từ thứ Tư ngày 13 đến hết ngày 20 tháng 10. Quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, đi và đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô. Doanh nghiệp vận tải hoạt động tối đa 30% số chuyến trong 7 ngày. Đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.